Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn hãy ấn like và follow để đón xem các bộ phim tiếp theo nhé. Chính của chúng ta đang tổ chức cùng bạn cùng với Cốc Dâu. Anh ấy đã yêu tôi dù sinh nhật này gần 10 năm. Từ năm cấp 3. Sẽ kể cho các bạn cùng phim. Nói về định của chúng nói về định. Ti thần rừng, mày cũng thần rừng. Chua hơn không biết thắng đâu. Mấy đồ ngon hơn. Tuấn hay sao nhìn thế à? Đấu sĩ này. Gọi xuôi thôi. Ồ, hên. Nào cài cần hết luôn. Nào cài VIP Pro. Một cái điên. Một la ta chết mẹ bấm chết chưa chết người ta đi nhà luôn thua rồi yếu vậy anh đã yếu mà anh bất ngờ bà yếu hơn anh.
bắt đây. Đã vô sạch cuốn vào đây kìa. Làm gì ở đây? Biết là bị cô quá kìa. Bắn này. Trường đánh cái gì chứ kia. Em vào 6 hết tiền. Đấy ta chứ, ta chỉ máu. Bật 2 sao. Này cứ vậy thôi, đánh cứ vậy thôi. Thần tài nè. Mr. Killer thần tài chứ thương. PF is mine. Thank you.
đó chứ hoàn toàn ta. Trời ơi, một mau cái cần mau quýt. Sáu con tài vẫn là bằng đánh thua. Đó. Ha ha, hơi chắc tên anh nè. Đâu có gì anh mà. Chưa tên anh nè. Có rồi kìa. Tiểu vậy. Nhìn bà anh đi. Ồ, bà anh nếu mà chưa mới đắp mới nhà sao? Không phải em, là em một sao không à. Full up cấp mà. Thằng này nó set luôn à, nhanh hết. Level 7 nó ra set rồi. Phần trăm nó bị à, quá là khó hiểu. Phun nhà hai lần luôn. Trương lại phun thread 3 sao. Ghê ạ. Ron mà. Ron hết tiền rồi đó. Trương Ron kiếm con mini mà Ron red hết. Mà kệ Ron nào chơi đó thôi. Đu. Chó đỏ, chó đỏ. Có nãy có thằng nó đu theo u hồn luôn mà nó bỏ u hồn chơi chiến tướng. Không có. Ờ, nó lên 18 nữa hả? Tính bạn ơi, tính. Chà, nhanh quá. Chuyện gặp lại anh Tương hắn ra. Trời, kia còn có một máu chưa gắn đồ luôn nữa. Chiến tướng. Một
Bro, ghét đội vô đi bro. Uầy, chó không chết đi để tao lấy con gì. Còn vụ này cầm đồ được thế. Con cầm đồ đó là sao em lấy ta. Để em lấy à. Thôi chắc là tới lượt em á. Em chỉ nói vậy thôi. Chắc là tới lượt em. Chắc là tới được lên lượt em đó. Em đó hả? Tỉnh con. Zone 2 là binh này, Zone 2 là binh này. Cú của ta tên là lấy dòng ta. Lên level 8 nè. Có cả set và có cả IG. Ngon thiệt luôn. Trời. Nhiều có vừa có set vừa có IG. Hai vậy. Thằng này chết cha để nổ hũ rồi. Rồi xong. Để nhìn lại đi. Đâu nó hết mà nó hũ trước rồi. Thằng Lamboy á. Ủa, chưa thắng hả? Em bôi đồ con Katayna được quá. Mình chưa lấy con được bên em khó quá. Năm sát thủ mà. Kiểu mở đây đó. Nó có ba những bả nhân giả trên một rồi. Kích được đâu. Đích đích. Đội hình nhà em phút một sao. Còn trường nó xếp lại nhà nó cho anh kìa. Đúng rồi. Có gì. Khó mà chưa ra con chủ lực. Nhìn nhà chơi gì. Đây. Đây. Go. Đây đây, đỏ, chó đỏ, chó đỏ, chó đỏ. Mà người ta full 1 sao, không có một con nào 2 sao luôn. Dạ. Dạ. Nguyên con do kìa. Ok. Bỏ xe 5 tiền cũng được. Ôi ôi, sẻn luôn. Trời ơi, đỏ kìa. Ôi. Đỏ thêm nó mất đời. Trời ơi, phải có đồ nặng nặng đồ. Đúng là đỏ đỏ. Sao nhiều mỏ mà. Không nói lên 2 sao nhỉ. Thế rồi. Hơi nhanh, hơi nhanh, hơi nhanh, hơi nhanh nó bro, hơi nhanh nó bro. Full nhà. Hai màu rồi. Cho một giờ một đánh trường hết lại em ơi. Bên hai mới đánh được trường. Aww.
cô vậy? Ủa, Mr. Kilo chín rồi. Đỏ thế. Mày hết luôn. Trời ơi, say rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, thua kìa, cay thế. Khó quá rồi, khó rồi. Đổi ra, đừng ngon, ly ra ngon. Đi đi đi. Chà. Kì kì đi chết. Ôi. Ờ, con nó kìa đó. Dẹp cũng chờ luôn. Kì đi chết. Có thắng rồi đó. Sao Mr. Killer thắng vậy? Thần tài ngon nghỉ. Đẹp mồi. Đẹp phát á. Con này mà yếu vậy. Bây giờ tôi hơn ta win qua nha. Tôi hơn ta win qua. Tôi hơn ta win qua là hơi mệt nha. Oh shit, sao nó con Sezu này cầm này sao lấy. Bỏ thôi, bỏ mà bỏ thôi. Cầm cái này là bỏ rồi. Bỏ mẹ đó em à. Mình vừa là cái mình vừa là cái gì thế? Oh god, oh god, không lên được. Vừa đi siêu gì hơi hơi. Là siêu hai. Thì chắc tên ăn luôn. Khó chịu nhờ. Đó là xét rồi ha. Tất cả. Anh nhìn trường ra không? Ô mà ơi, sắp bên này lại gặp bài của anh Nhân chứ. Sao lại như thế? Đó là cười. Anh được rồi. Đi bạn ơi, bạn ơi. Đẹp mối. Ui, hai trận xạ cấp chế nhỉ. Mr. Killer thua ai vậy? Thì Big thua anh Nhân à? Được thế nhỉ? Được thế. Không ba cả. Không có Sezu. Trời ơi. Không có Sezu. Đi mãi Sezu này. Thôi đổi quá, đổi quá rồi. Yone 2 kìa, kia Yone 2 kìa anh ơi, nó khó rồi đó. Thằng nào Yone 2 à? Thằng người... Không phải à? Killer. Mà có nguy hiểm. Chưa lo thì vô nơi hai không hiểm đâu. À, là rất nguy hiểm. Này Kata nguy hiểm hơn nè. Nghe con gì hết, con gì hết. Nè con phải nguy hiểm em ơi. Ông bên tao vậy. Ông bên tao, ủa sao ông bên tao vậy. Hồi yêu hóa mà, vâng sợ ông bên được tao. Mr. Killer lại ăn nữa rồi. Cực bình thế. Đồ revenge. Đồ revenge. Xấu thế. Mấy bánh cực kỳ ngủ quá.
Ai gì đâu. Ui chưa mạnh quá. Hai chưa xếp bài cao tên nữa kìa. Thiệt luôn á. Chưa chết chưa. Rồi mà chưa mạnh quá hả? Tại chết chưa? Bạn em không hỏi gì hỏi chưa lên. Đó trường. Cho lắc cho anh. Chưa lơ khắc chế em anh ơi. Đi. Hỏi chưa, nó chết chưa để nó chứ là chưa lơ mạnh quá à. Rồi bán tên anh thần tài rồi. Nhưng bắt đầu làm gì nè. À cũng cầm con ai gì. Em không có AG để mà cầm luôn nha anh ơi. Em không hề có AG để mà cầm luôn. Quá buồn. Buồn hiểu luôn, buồn hiểu, hiểu luôn. Là như anh có. Buồn hiểu, hiểu luôn, không có AG luôn. Nãy em mới có 2 con luôn Huy à. Không xài được, em bán. Anh biết là em bán. Không mẹ ơi. Một 2 bài của set chứ. Quá khó. Trời ơi, hơi luôn đi bên ngoài. Con Dung đây 2 rồi, quá khó. Vô đây 2 là quá khó rồi. Lâm nè, lâm nè, lâm nè. Ui. Sàn. Chết rồi. Nhấc lên mà vẫn bị dính đam được. Rồi, vẫn không win được mà. Chịu quá, game nó rác quá. Không phải có con Seju nhỉ. Seju. Nhấc lên mà vẫn dính đam. Seju. Rồi, nó lấy con Seju à. Vãi shit thật. Vãi cả shit. Sao lại không đổi bài rồi. Nó sẽ sâu win. Mẹ ơi. Không có xe ru làm sao mà win. Thôi anh gặp lại chương rồi á. Nó cầm kia ta. Nó vãi xuống chết nhanh vậy. Tên hoài thế. Không giết được thằng Mr. Killer luôn. Không có ai gì luôn. Cái đồ gì mà xấu thế. Ơ không được ra. Phải chết thật. Không có đồ gì cần. Xấu à, đồ xấu. Không phải ai gì luôn. Thế nhờ. Ừ, ngon mấy. Ai gì? 20 FC được 1 tỷ. Cô vừa. Ủa set kìa. Set 2 nôi rồi. 75 tiền trời ơi là giời. Ơi giời ơi. Không có ai gì luôn cả. Em cũng coi anh cần con Azir mà cũng chả có Azir luôn. Buồn thế. Rồi luôn nó đổi luôn. Các mẹ ơi. Xong rồi đánh sau ăn đây. Bạn nó ngon quá à. Thần tài trời ơi thần tài. Rồi cua trắng luôn. Chính đồn không ra dồn cua trắng luôn. Quá là buồn. Đây phải chín sớm nhất bản đồ. Hôm nay xui quá.